Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 8.290.000 tấn gạo, mang về giá trị 4.780.000.000 đô la Mỹ, tăng 16,7% về khối lượng và tăng 38,4% về giá trị so với năm 2022. Hết tháng 2 năm 2024, xuất khẩu gạo đạt 708.000.000 đô la Mỹ, tăng 50% so với cùng kỳ. Đây là những con số cao kỷ lục kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham gia xuất khẩu gạo. Điều đặc biệt hơn, giá trị gạo Việt Nam trên thị trường thế giới đã được khẳng định khi các đối tác nhập khẩu và người tiêu dùng đều ưa chuộng gạo Việt. Thưa quý khán giả, ngành hàng lúa gạo đang tập trung tái cơ cấu để đảm bảo an ninh lương thực, tăng khả năng cạnh tranh và đặc biệt là nâng cao thu nhập cho bà con trồng lúa. Để làm được điều này thì mấu chốt là phải phát triển các chuỗi giá trị lúa gạo một cách bền vững. Đây sẽ là nội dung của chương trình Nông nghiệp 4.0 ngày hôm nay. Mời quý khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi. Ruộng lúa của ông Phạm Văn Kỉnh ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đang thu hoạch. Ông cho biết hầu hết bà con nơi đây đã nhận cọc từ thương lái, nhưng những ngày qua việc thu hoạch hết sức khó khăn. Giá lúa giảm từ sau Tết Nguyên Đán đã khiến không ít thương lái bỏ cọc vì sợ lỗ. Cấp Tết là 8.000 mấy, 9.000 luôn. Rồi lúa sau Tết nó sụt xuống, rồi thương lượng với nông dân là không có bớt. Rồi lái nó bỏ cọc. Nếu mà lấy lúa thì lỗ nhiều, chẳng thà bỏ cọc, rồi dân ruộng người ta lấy, người ta bán lại cho lái khác. Nếu tính từ ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán đến khoảng giữa tháng 2, giá lúa đã sụt 1.000 đồng một ký, tương đương 2.000 đồng một ký gạo. Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đều trong trạng thái chờ tín hiệu thị trường. Trong khi đó, lúa đông xuân đang thu hoạch, lượng lúa hàng quá nhiều làm cho nguồn hàng bị dư thừa, điều này cũng khiến cho giá lúa giảm mạnh. Tuy nhiên, những ngày qua vụ đông xuân đã dần về cuối vụ, lượng lúa hàng quá không còn nhiều, giá lúa trong thời điểm cuối tháng 3 đã ổn định và bắt đầu tăng trở lại. Cũng phấn khởi, giá bán hiện giờ là 7.600, so với năm trước thì nó còn cao hơn Hy vọng tiếp tục sau này là lúa nó ổn định cái giá này lên thì bà con phấn khởi. Nếu mà chúng ta ký hợp đồng xong mà cái giá thị trường nó tăng lên thì cái người bán á thì họ sẽ không bán, hoặc là họ sẽ bắt phải theo cái giá thị trường họ mới chịu bán. Và ngược lại, nếu cái giá thị trường giảm thì cái người mua có thể là họ sẽ bỏ bạc cọc. Chúng ta thấy là cái điều kiện mà như thị trường như hiện nay thì các cái hợp đồng thường chúng ta khó mà nó thực hiện được. Câu chuyện của ông Kỉnh đã phản ánh rõ một thực tế bất cập đã tồn tại nhiều năm qua của ngành hàng lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long. Đó là việc sản xuất không theo chuỗi và lệ thuộc nhiều vào thương lái sẽ rất khó cho người nông dân trước những biến động của thị trường. Khắc phục vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị số 10 về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng các địa phương nghiên cứu xây dựng thí điểm các mô hình đưa các thương lái vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo để vừa phát huy vai trò làm cầu nối giữa người nông dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị. Phân thuốc giống chúng ta đầu tư toàn bộ, rồi chúng ta ký cái đầu ra thu mua để đảm bảo cái hài hòa lợi ích. Thì những cái hợp đồng như thế thì chúng ta có lẽ là nó sẽ dễ thực hiện hơn, nó có cơ sở thực hiện hơn. Và cái điều kiện chúng ta thực hiện thì nó tốt hơn. Bởi vì khi mà người dân và doanh nghiệp ngồi lại ký hợp đồng thì mỗi bên đều có thể tính toán cho mình được cái phương án sản xuất và cái phương án kinh doanh. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sản xuất lúa gạo, nhưng nhiều hạn chế của ngành hàng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Sản xuất còn nhỏ lẻ, chi phí cao. Bên cạnh đó, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với thách thức về nguồn nước và xâm nhập mặn, cùng với tư duy sản xuất kinh doanh của các tác nhân trong chuỗi chưa được chuyển đổi theo hướng thị trường và bền vững. Vì vậy, dù có lượng gạo xuất khẩu lớn nhưng giá trị mang về chưa cao. Một điểm nghẽn khác là thiếu sự chia sẻ rủi ro và lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị lúa gạo và chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn. Để phát triển chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng có trách nhiệm và bền vững, các địa phương đã quan tâm đầu tư phát triển vùng nguyên liệu lúa tập trung, chuyên canh chất lượng cao theo hướng bền vững và tăng trưởng xanh. Với đề án phát triển 1 triệu hecta chuyên canh lúa gạo chất lượng cao, các địa phương có thể khuyến khích doanh nghiệp ký hợp đồng trước để triển khai sản xuất với nông dân. Cùng với đó là củng cố các hợp tác xã và sản xuất theo đặt hàng của các doanh nghiệp để có đầu ra ổn định. Chẳng hạn như cái hợp tác xã thì nó có cái tính pháp lý
Hiện nay nếu mà liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân thì hoàn toàn người nông dân không có tính pháp lý. Do đó là cái việc khó của doanh nghiệp là nếu liên kết người nông dân là sẽ gặp đổ dở vậy. Thực tế là các doanh nghiệp lớn họ cũng không thể tự tay đến thu mua của từng hộ nông dân được. Họ vẫn cần cái chuỗi, rất cần vai trò của thương lái. Nhưng vai trò thương lái đến đâu và cái lợi ích chính đáng của thương lái là ở chỗ nào, ở mức độ nào để không gây thua thiệt cho nông dân thì cái đó là cần đảm bảo. Thì tôi nghĩ là khi có hợp tác xã với những người làm việc trong hợp tác xã đủ năng lực, đủ hiểu biết và có cái chuyên môn trong lĩnh vực của mình về các việc cung ứng, về các khâu thương mại đó thì sẽ giúp cho nông dân rất nhiều. Cùng với việc xây dựng các hợp tác xã, một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao được giá trị hạt gạo Việt Nam đó là công tác giống. Lợi thế của Việt Nam so với các nước là có cơ cấu giống chất lượng cao, đa dạng. Vừa qua, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã trình diễn và giới thiệu 25 giống lúa mới. Tất cả các giống đều đăng ký bảo hộ và được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Viện cũng phân nhóm các giống lúa theo phẩm chất gạo, gồm nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp, nhóm giống lúa chất lượng cao, nhóm giống lúa cao sản, nhóm giống lúa nếp và Japonica và nhóm giống lúa dinh dưỡng. Cũng phải lựa chọn chắc chiêu thật cẩn thận và cứ khoảng 2-3 năm thì đưa một giống ra trong cùng một nhóm để chúng ta tránh tình trạng là đã đưa ào ạt rồi không khai thác được những cái giá trị của giống lúa mới. Rồi cái nó nghĩa là chúng ta phủ nhận lẫn nhau. Thì như thế thì nó sẽ rất là lãng phí. Chúng tôi đánh giá là cái hoạt động tuyển chọn giống hàng năm của viện là một trong những cái giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển các cái chuỗi ngành hàng lúa gạo. Thời gian tới, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục phát triển các giống lúa tuyển dụng theo hướng bám sát các phân khúc thị trường, kịp thời đưa các giống lúa mới chất lượng cao đến tay người nông dân và hợp tác xã. Bên cạnh đó, hội thảo lần này cũng trình diễn và giới thiệu đến bà con giải pháp canh tác hiệu quả từ mô hình cánh đồng hội nhập. Đây hứa hẹn là mô hình giúp bà con giảm thiểu tối đa chi phí và hướng đến sản xuất xanh thân thiện với môi trường. Thứ nhất là chúng tôi có cái lực lượng nông dân hội nhập. Thứ hai là chúng tôi có một cái lực lượng tiếp sức cùng nông dân. Và thứ ba là chúng tôi hợp tác với cơ quan truyền thông để tạo ra một cái sự lan tỏa trong cộng đồng. Và từ đó thì bà con thấy được những cái lợi ích thiết thực và sẵn sàng tham gia cái đề án 1 triệu hectare của chính phủ. Việt Nam cũng là nước đầu tiên xây dựng và phát triển một cái kế hoạch 1 triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Đây cũng là một cái nhiệm vụ mà mang tính toàn dân, mang tính toàn cầu. Chúng tôi thể hiện cái trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế trong cái việc chống biến đổi khí hậu. Người nông dân sản xuất và cung cấp lúa nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến và cung ứng ra thị trường. Với diện tích sản xuất lớn, có hơn 10 triệu hộ nông dân trồng lúa cùng với 300 doanh nghiệp, 20.000 người thu mua lúa, không gian và các thành tố trong chuỗi ngành hàng lúa gạo Việt Nam là rất lớn. Chính vì thế, để các chủ thể phối hợp hoạt động nhịp nhàng là rất khó. Tuy nhiên, liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo là điều kiện bắt buộc không chỉ giúp mục tiêu giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng mà còn hướng đến xây dựng và phát triển thương hiệu gạo chung của Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, thời gian qua thì tại đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều mô hình cũng như là giải pháp làm kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Và trong một chuyện sớm chuyện làng ngày hôm nay, chương trình xin giới thiệu đến quý khán giả cách làm kinh tế nông nghiệp từ cây lúa của một nhà nông tại tỉnh Vĩnh Long. Nếu mà nông dân ngày nay làm kinh tế, nếu mà trồng lúa mình bán sản phẩm lúa thì nó sẽ không thể nào phát triển nổi. Phải sản xuất ra những cái sản phẩm giá trị gia tăng, nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cao hơn. Đó là những chia sẻ của ông Đoàn Văn Tài, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ông cho biết hơn chục năm trước, biến đổi khí hậu đã bắt đầu khắc nghiệt, thời tiết thay đổi thất thường nên sâu bệnh tấn công lúa rất nhiều. Từ đó, nông dân phải tốn rất nhiều chi phí phòng trừ. Hậu quả không chỉ giá thành cho vụ lúa tăng cao, mà môi trường đất bị tồn dư quá chất độc hại. Cũng từ đây, ông đi khắp nơi học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ. Những năm 2011 cho đến 2014 thì lúc này thì những cái chế phẩm sinh học chưa có ra đời, cho nên mình tự tìm hiểu để rồi mình nghiên cứu, mình chế tạo. Thí dụ như là mình sản xuất ra cái chế phẩm sinh học
thì trong đó có các cái thành phần như là tiêu, gừng, tỏi, rồi dây thuốc cá để rồi mình phun, mình xua đuổi côn trùng. Như cái đất của mình càng ngày càng cải tạo thì nó tăng cái độ màu mỡ, giảm cái áp lực sâu bệnh. Đông xuân 2023-24 này chưa có cái sâu bệnh nào tấn công cả. Khi thành công và nhiều người biết đến cách làm mới và hiệu quả này, bà con xung quanh đã học làm theo. Nhằm thuận tiện trong việc hướng dẫn cho người dân địa phương trồng lúa hữu cơ và có đầu ra ổn định cho sản phẩm, ông Tài đã vận động mọi người thành lập tổ hợp tác. Và đến tháng 9 năm 2017, tổ hợp tác được phát triển lên thành hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt. Hồi đó ông làm hợp tác xã thì cái bạn hàng ép giá mình. Bây giờ mình làm hợp tác xã là tự người ta tìm mình lại người ta mua chứ mình khỏi mất công mà đi kiếm người ta nữa. Phân thuốc thì hợp tác xã là gái cũng đơn sơ, còn mình mua ở ngoài trời ơi nó mắc còn hơn gì nữa, mà lại lúa nó bệnh nữa. Còn hợp tác xã người ta xài phân bao phân sinh học á, hữu cơ á, là thấy quăng lớt lớt vậy mà nó còn ngon hơn của mình chăm sóc ruộng nhà hồi đó nữa. Lúa sạch, gạo sạch của hợp tác xã cung không đủ cầu. Ngoài cung cấp gạo cho doanh nghiệp theo hợp đồng, hợp tác xã còn kinh doanh gạo với nhãn hiệu độc quyền là gạo hữu cơ Tấn Đạt. Các loại gạo này đang được tiêu thụ thông qua cửa hàng nông sản sạch, nông sản hữu cơ, các đại lý và các trang thương mại điện tử với mức giá rất cao. Chưa dừng lại ở đó, ông Tài còn nghiên cứu chế biến các sản phẩm sao gạo đang được thị trường rất ưa chuộng như trà gạo lứt thảo dược, bột dinh dưỡng gạo thảo dược hay sữa chua gạo thảo dược. Sản phẩm là độc quyền của hợp tác xã là cái sản phẩm tím thảo dược. Thì hiện nay là đóng gói ra thị trường bán là 80.000 đồng một ký. Ngoài ra thì các cái sản phẩm mang lại cái giá trị gia tăng, thí dụ như hợp tác xã sản xuất ra cái sản phẩm bột gạo lứt, trà gạo thảo dược, thì cái giá trị nó lại cao hơn nữa. Tỉnh ủy có ban hành một cái đề án 03 về sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ đến năm 2030. Trong đó xác định cái nhiệm vụ là đến năm 2025 là cái tỷ lệ sản xuất hữu cơ đó phải đạt là 1,5% và đến năm 30 là 3%. Là đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, và để làm được cái điều này thì phải nói là chúng tôi rất cần những người như anh Tài để mà có thể là giúp cho địa phương và cùng với ngành chuyên môn chúng ta có thể triển khai thực hiện mở rộng cái quy mô ra để hoàn thành được cái nhiệm vụ của chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, ông Tài nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đóng góp cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ông cũng được vinh danh là một trong 63 nhà nông Việt Nam xuất sắc cả nước năm 2020. Tất cả tiếp thêm động lực để ông tiếp tục cái hành trình nâng cao giá trị hạt gạo của đồng bằng. Thưa quý khán giả, và câu chuyện sản xuất lúa hữu cơ của ông Đoàn Văn Tài cũng đã kết thúc chương trình Nông nghiệp 4.0 ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.